Xin chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau và bước vào vườn sầu riêng thì thăm vườn. Các anh chị nhìn bất kỳ ai cũng thế, bước vào sầu riêng về mùa làm trái thì cũng đều nhìn dưới gốc coi có hiện tượng gì thay đổi không. Nhưng hiện tại các anh chị nhìn thì những trái củ củ kia nó đã đen và đã cũ rồi. Đó, bên này cũng thế, không có thấy có hiện tượng gì mà rụng dưới gốc là một tín hiệu rất mừng. Trái trên cây thì được giữ nguyên và đồng thời nó chạy trái cũng rất nhanh. Đấy. Các anh chị nhìn mà không thấy rụng ở dưới gốc mà trái ở trên chạy thì cực kỳ mừng luôn. Tín hiệu mừng trong thời điểm mà nắng nóng, khô hạn mà thời tiết thay đổi đột xuất đột ngột như thế này. Biết bao nhiêu vườn sầu riêng rụng trái nhưng hiện tại mình đang còn giữ được mà chưa thấy rụng ở trên trái trên cây ở khu vực ngoài vườn này thì là một tín hiệu rất mừng nha các anh chị. Rất mong là nó sẽ giữ được cái rụng trái này cho mình tiếp theo để mình chăm sóc, chứ còn đừng có rụng đào thải sinh lý nữa thì chết dở. Này thì cứ thời điểm nào mà trái nó to như thế này thì nó ổn nha các anh chị. Đấy. Lại tiếp tục đào thải rụng nha các anh chị này. Đấy. Trái nhỏ nhỏ eo eo bên cạnh là nó rụng. Thấy chưa? Đây, trên này này có một trái tiếp này. Đâu rồi? Đây, đây, đây. Trái này cũng rụng rồi. Đấy. Thấy chưa? Lại tiếp tục đào thải này. Còn được bao nhiêu trái nữa đâu? Trên kia còn trái nữa kìa. Ấy. Đấy, của các anh chị nhìn thấy không? Còn một cành nhỏ nhỏ như thế này mà đu 3 trái. Đấy. Cành này cũng 3 trái. Một cái là 4 trái, cành này 4 trái. Đây, cành bên này 2, 4, 6, 8, 9 trái. Đấy, trái nào cũng tròn đẹp hết. Bây giờ biết tuyển lựa cái gì các anh chị. Cành nó được cái là cành nó hơi to. Nên là mình cũng có thể là đang còn gánh vác được để xem tình hình sau này như thế nào. Đây, chỗ này 2, 4, 5, 6 trái. Đấy. Bên này các anh chị, cành này nhỏ này. Và có một trái này tròn đẹp nữa các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ hy sinh cái thằng trái này nhá để bỏ đi để cho nhường chỗ lại cho thằng này nó phát triển. Đấy, bỏ cho eo nhá. Rồi. Đấy, còn lại một trái tròn đẹp. Trái bên này cũng eo nhưng mà nằm riêng thì cứ để tạm thời để nha các anh chị. Có nhiều trái rất eo nhưng mà bây giờ mình bỏ đi thì cũng không được. Nên là thôi cứ để tạm thời để đây. Đấy, các cái củ rốn để cho nó tròn trái. Đấy, của bác anh chị cùng quan sát cái cây này từ phía trên cao này. Đấy, chùm 6 2 4 6 trái nằm đó. Đây, lẻ loi một trái này, bông lá này mà vẫn tròn trái đẹp trái các bác chị. Thấy chưa? Đây, cái nhỏ nhỏ này rụng hết rồi. Đấy, cây này thì cũng tương đối ổn. Đấy, lá đọt này thằng vặt luôn nhá. Đây các bác chị, trên này là chùm, mấy chùm này là đẹp này. Bây giờ có chỗ này là chen chúc nhau này, nó từ đào thải nhau nó rớt ra luôn các bác chị này. Thấy chưa? Đấy, mà bây giờ còn 2 4 6 7 trái mà trái này eo hơn. Bây giờ mình sẽ bỏ trái eo này nhá. Đấy. Ồ, nó tự động rụng luôn. Đấy, chưa kịp bỏ mà nó rụng luôn các chị. Này có cái lá này để nuôi dưỡng luôn này. Chưa? Yeah, nó tự đào thải luôn. Mình không cần đào thải, nó còn 6 trái để đó. Bữa sau là tiến tiếp. Trái sinh đôi này nó tự động nó teo mất một trái này. Đấy. Teo một trái, còn trái. Thấy chưa? Yeah. Đấy, nhìn từ trên cao xuống. Đấy, bây giờ mấy cái cây này bây giờ mình sẽ tuyển bớt nha các chị. Đây này. Trái này cong cong này, có mấy trái thẳng tròn. Bây giờ mình những chiếc cong mình sẽ bỏ đi bớt trước nhé. Đây. Đấy. Trái này cong thì cũng nó rụng luôn này. Thấy chưa? Tự động nó đào thải luôn. Mình chưa cần lấy là nó đào thải luôn rồi các chị. Đây, chùm chỗ này 5 trái đều đẹp hết này. Thấy chưa? Trái nào cũng đẹp hết, đều khó bỏ lắm các chị. Nên là mình phải chỉnh và lấy trái dần dần thôi. Đấy. Đây này. Những trái mà nó cong cong là hắn tự buông bỏ nhá, thấy không? Nó tự buông bỏ luôn. Đây, mấy trái nhỏ nhỏ này đẹp hơn này. Thì ra sau này thì bỏ luôn đi. Đấy. À, trái này cũng tròn đẹp này. Thấy không? Trái này hay eo. Đấy, giật eo này. Đây.
cành này eo thế mới khó này. Bây bỏ trước cái eo này đã nhá, bây còn mấy trái này thẳng thẳng này, thẳng thẳng bây mình cũng bỏ luôn đi, bỏ cho eo này luôn đấy, còn lại để cho mấy trái tròn nó phát triển, mà sau này nó mà phát triển mà nó eo tiếp thì mình tiếp tục sẽ bấm bỏ tiếp nhá. Thế trước mắt mình tuyển lựa những cái nào mà eo nhất ra rồi bắt đầu mới tính tiếp những thằng sau. Tại vì đây như một cành này các bạn chị này, cành này được đúng một trái duy nhất là chúng treo, thấy không? Đấy, là chúng treo này sao đây? Bây giờ các bạn chỉ bảo nên bỏ hay là sao đây? Cành thì to, mà được một trái eo này. Đấy, trên này cũng cành to, được hai trái, cũng một trái tròn, một trái eo, có chưa? Này, bên này thì có được mấy trái tròn, mình bỏ trái eo đi được này. Cây mà eo mà lại đấy, eo này thì bỏ đi đấy. Eo này bỏ đi đây. Đó, tự động rụng luôn rồi, chưa cần bỏ nó rụng, còn là một trái bên này này, những số ra sau này, trái này cũng hơi giật eo một xí, nhưng thôi cứ tạm thời để đó đã. Đấy, phía trên này cũng có mấy trái này giật méo chứ có gì, tút trên cao là giật méo. Ở phía dưới thì cũng tương đối tạm ổn xí thôi, nhưng vẫn có nhiều trái eo nhưng mà nó ổn. Đây, bên kia này, đấy, bên kia là một dãy đúng không chị? Được có hai trái này hơi ổn xí, còn này hai trái này cũng eo giật này, hai trái ngoài này cũng eo giật này. Thế bây giờ bỏ kiểu gì? Khó đấy. Khó lắm con chị ơi, vừa tuyển vừa cân nè. Ba trái ngoài này đẹp này, nằm trái nằm gần đây thì là eo này, thấy không? Đây các bác anh chị bỏ kiểu gì đây? Đấy, làm một chùm chỗ này thì đẹp này. Đây là trái này cũng bung bỏ rồi này, đây 2, 4, 6, 8 trái, trái này bung bỏ này, đó eo là tự động nó bung bỏ nhá. Đây, trái này cũng eo này, eo giật giật một xí này. Các bác chỉ bảo nên cắt bỏ cái thằng này không? Đây. Thế còn trong này còn 3 trái đẹp nữa này. Ngoài này, cành này cũng trái đẹp này. Cũng được này. 3 trái này cũng đẹp hết này. Một trái này eo. Đấy, bây giờ thì chấp nhận sự thằng eo này đi nhá. Đây. Bỏ cái eo này đi. Đấy, để lại nhường lại cho nuôi cho mấy thằng này. Để mà cành bên này nó rẻ sang hai trái cũng được này. Thế thành ra là trên một cái cành to này chia ra làm nhiều nhánh, nhưng mà trong đó là một cành to này là 2, 4, 5, 7 này, 9, 10 trái. Đấy, khủng khiếp chưa? Cành to 10 trái đều đẹp hết, bỏ một trái đi rồi. Đấy, đây nhiều khi cũng tuyển dần dần, không biết thế nào mà tuyển đúng không chị? Bây giờ 3 trái này ngoài này đẹp này, trái này làm eo. Hiểu chưa? Trên này này. À, trên này 1 2 3 4 này, 4 trái này. Trái này là hình như muốn bỏ cuống ra rồi này. Nó vẫn đang níu dài nhưng mà nó bị nứt cuống nha các bác chị. Nứt cuống, nó vẫn đang dài nhưng mà nó nứt cuống này. Cắt xuống cho các bác chị xem này. Đấy. Rồi dùng gậy cuống rồi. Đấy, gậy cuống rồi. Đây nó bị nứt cuống trái này, một bên thì căng đẹp, còn bên này thì dính eo này, nhá, lép mất một đường này luôn. Bây giờ nhường sức lại cho ba thằng nó phát triển, nhưng bây giờ ba thằng này nó cũng giật, hai thằng này cũng hơi, thằng này cũng giật mèo méo này, thằng này cũng giật mèo méo này, nhưng mà thôi cần nó không có thì mày chấp nhận để đó là, bây giờ cũng không thể bỏ được này. Như cần này bây giờ có mấy trái ngoài này, bây giờ trái này eo quá thì bỏ luôn quá chị. Đấy, nhường sức lại cho mấy thằng to đi. Đây, thằng này trội hơn một xí, thằng này eo hơn, bỏ luôn. Đó, trừ lại một thằng đó. Có khi hai thằng này nó, mấy thằng này nó hút mạnh, nó hút thằng này rớt luôn cũng nên. Nhưng mà mình cứ để đại đi. Đấy, chùm này 3 trái. Cái eo nhỏ. Đấy, cái tạm thời tỉa sơ sơ dần dần đấy mắc cái gì. Không dám mạnh tay. Để xem các bạn chỉ có những trái to thì mình còn lại mình đếm được có được bao nhiêu trái nhá. 2 này, 5 trái này.
6 này, 10 trái này, trái này khỏi tính đi. 13 này, 16 này, 18 này, 20, 22, 23 này, 26 này, 27, 28, 29 này. Đấy, 29 trái to nữa. 30, 31, 32 trái to này. 33, 34, 35, 36, 37 này, 38, 39, 40, 41, 42. Nói chung là cây này còn trên 40 trái, còn trái nhỏ chưa tính. Đấy, các bạn chị nhìn thấy có ít quá không? Giàn tán thì cũng tương đối là to rồi đấy. Nhưng bộ lá vừa rồi nhìn đỏ nó quất thì cũng hơi vàng vàng một xí nhé. Mấy cây bên trong này thì lúc đấy em cũng đã tiến hành tỉa bớt này. Đấy, tỉa bớt một mớ trái này. 2, 4, 6, 7, 8, 9 trái này. Trong đây này, hai trái nữa, đây là tỉa nhá. Phía trên cao kia nó dày dày quá này, nên là chân thủ tỉa bớt mấy trái phía trên bớt này. Nhưng trái eo nhỏ 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 tỉa bớt hết. Đấy. Còn phía dưới này thì nó ổn ổn, cứ tạm thời để này. Đây các bác chị chỉ cần nhỏ mà một trái cũng hơi eo eo, một trái thì tròn hơn mà bây giờ định bỏ thế này. Nhưng bây giờ cành này có một cái thôi, cứ tạm thời để theo đó. Cái cành này bây giờ dở này. 6 trái trên cành nhỏ như này. Bây giờ các bác chị những cái cuống này. Ôi, nó mập chưa? Quả này bây giờ không phải mấy lạng rồi các bác chị, to đùng rồi. Này. Nó không chịu rớt trái nào luôn. Mới sau này nó có đào thải sinh lý sau như thế nào thì mình chưa rõ, nhưng mà tạm thời bây giờ nó đang nằm, nó chưa rụng luôn. Bốn quả bên em thế này. Bây giờ sắp tới là ngày mai chắc em phải tiến hành biết tương lai nó như thế nào, nó rụng hay không. Nhưng mà bây giờ tạm thời những trái nó đu nặng như này, mình phải lấy dây để mình níu lại trên cành cho nó, cái đó trong nó toát cả cành các chị. Bây giờ nó động mưa phát là gió mạnh là nó cho toát luôn cả cành ra thì cũng chết dở rồi. Nên là mình phải níu lại nhá. Như này cũng gọi là một cái giai đoạn tạm thời qua cái giai đoạn nguy hiểm một xí thôi, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. To như thế này nó vẫn rụng bình thường. Nên nhiều bác anh chị bình luận rồi, như này là chưa là cái gì cả, nó đã còn rụng nữa, chứ còn như này là mới có tạm ổn thôi. Đấy. Nên là mình cũng chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Hiện tại bây giờ như trong vườn nhà nó là có cây là rụng gần hết rồi, có cây thì còn sáu mấy trái, có cây còn ba mấy trái, nhưng mà không biết là qua ngày hôm nay nó có ổn không. Thì tập phim ngày hôm qua em chia sẻ với bác chị thì nó rụng cũng là có cây là còn có mười mấy trái à, còn có cây 30 mấy trái, có cây 6 mấy trái đấy. Nên chưa biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Nếu tập sau em chia sẻ tiếp với bác chị xem có ở vườn nhà nó còn được bao nhiêu trái cái cây đằng sau. Hiện tại còn mười mấy trái. Nên ngày hôm nay thì mong rằng nó sẽ ổn định lại và nó sẽ không rụng nữa. Như chùm này có anh chị nhìn thấy nhiều không? Nhưng mà bây giờ toàn những trái đẹp không có anh chị này. Cái này có hơi méo anh chị này. Không biết bỏ trái nào luôn đó. Như năm ngoái em bỏ sớm quá nên là nhiều trái. Bắt đầu là sau này nó lại rụng bớt nên là lại cây còn ít trái. Tiếc. Nên năm nay để lì mặt cho nó thêm một xí, nhiều một xí. Rồi chấp nhận thôi, nhưng cành này cũng tương đối là to này, nó gốc to này, nằm gần gốc nữa, nằm gần chặng ba nữa, nên là mình cứ để liều coi nó đậu được bao nhiêu trái, thì nó đậu được như thế nào. Mình cũng phải có nhiều khi cũng phải chấp nhận đánh đổi nhá. Có khi nó chết cành, suy cành, chậm phát cành phát triển sang năm, nhưng mà cũng phải thử để cho biết được coi cái sức chịu đựng của nó đến đâu. Để sang năm mình còn biết đường mình làm tiếp. Đấy, nhiều khi mình cũng phải chấp nhận các bạn chị. Không thử nghiệm là sao biết được. Vì kinh nghiệm thì cũng do mình làm mà mình rút kinh nghiệm thôi. Đấy, dàn đọt này, về chiều này. Đấy nhá, phóng lá xanh, sáng nay tiếp tục tưới và tăng cường thêm phân bón nước cho nó rồi. Đấy, các anh chị nhìn thấy một thời gian cái cành này nó mập không? Gốc mập chưa? Đấy. Còn cây ngoài này các anh chị. Thấy chưa? Dàn trái chảy cũng tương đối là thấy nhân phát triển, nhân to. Và đây một cành này anh chị nhìn này, đu ba trái ở đây, trái nhỏ này thôi bỏ đi nhá, trong này nó còn hai trái nữa này. Đấy, hai trái bên trong này cũng tương đối là ổn, mà chỗ này ba trái kiểu gì sau này nó sẽ đào thải một trái. Các anh chị, trái này cong hơn này,
Bây giờ mình sẽ bỏ cho nó trước để dồn dinh dưỡng cho nó nhé. Đấy, trở lại hai trái. Còn khu vực này là trong hai trái, ngoài hai trái là mình gắn lực lên. Này, bên trên này, những trái ra sau này. Đấy, được mấy trái này chạy đẹp này. Trái này thì hơi chật méo một chí, cái này méo này. Bỏ bớt đi. Đấy, bỏ bớt luôn được các anh chị, để lại hai bốn trái nữa thôi. Bốn trái này sau này nó méo cho nào mình tiếp tục chỉnh sửa tiếp nhá. Cắn dưới cắn chỉnh dần dần thôi. Không thể mạnh tay được. Đây. Nhưng mà bây giờ là bốn trái này. Mà trái nào cũng trực, trái này tròn tròn chứ, trái này méo rồi. Mà bây giờ bỏ trái này đi thì cũng không ổn lắm. Đấy. Cần nó cũng tương đối nhỏ. Đây. Đây hai cần đu một này. Các chị nhìn không? Hai cần đu một, bây giờ là trái này eo hơn này. Một cần cần to nữa chứ. Đây cần này to này, nằm ngay gốc này. Mà cứ tạm thời để trái eo này luôn, mà sử dụng lỡ mà nó cũng lấy được nuôi được thì sử dụng luôn. Eo thì ta bán hàng theo hàng rẻ nha các bác chị. Bỏ bớt đi. Để trái ra sau nằm riêng một cành, khả năng là nó sẽ đậu này. Đây, chỗ này này. Chỗ này 5 trái. 5 trái mà mấy trái nào cũng thấy ổn hết. Bây giờ bỏ trái nào các bác chị? Nên bỏ kiểu gì đây? Đó, khó chưa? Đó, 5 trái trên một cành. Bây giờ bỏ trái nào cũng đẹp, chỉ có trái này hơi eo một xí, mà trái này eo mà lại to to hơn một xí này, không dám bàn tay này. Đấy, chỗ này có 2, 4, 6, 7 trái. Đấy. Bỏ kiểu gì đây? Không thể bàn tay được. Đây này, 3 trái ngoài này đẹp này. Trong này còn 2 trái nữa này. Đây nữa này. Chắc khả năng là em sẽ xử bớt đi. Đây, trái này hơi vẩn lên xí bỏ luôn. Đấy, chưa lại 4 trái bên ngoài này. Trong này cũng trái mà trái này hơi vẩn này. Trái này méo rồi, trái này bỏ luôn nhá. Đấy. Đấy, bỏ 2 trái. Đấy. Bỏ 2 trái bên ngoài đó. Đây còn lại là 5 trái trên một cành. Cho nó thưa thưa ra. Đáng lẽ trái này phải 3 trái này có sự lựa chọn bỏ này. Nhưng bây giờ không biết bỏ kiểu gì được nên thôi cứ tạm thời để nó đã. Đây này. Đây các anh chị, đây trong một chùm như thế này. 2 này, 4 này, 6 7 trái này. Mà có một trái này eo hơn này. Nên mình sẽ xử trái eo này trước đã rồi tính tiếp theo nhá. Đấy. Bỏ trái eo đi. Còn trái này 2 4 còn mấy trái này đều tròn hết, chỉ có trái này hơi eo hơn này. Hơi eo nhưng mà nó lại nằm riêng ra, thấy chưa không? Bây giờ mình bỏ đi thì cũng tiếc. Đây đang còn hai trái này, trong này cũng trái này cũng eo này. Đi bỏ cái gì đấy? Đấy. Khó. Ít quá này là nhiều khi mình cũng không thể bàn tay được. Nếu mà nhiều nó rải rải như mấy cái cành phía trên này cao này đỡ. Cái cành cao này là chẳng có trái. Nó mà trên cao nếu có trái thì nó chia từng này trái ra từng cành trên trên này có phải là tốt biết bao nhiêu không? Đấy, có chỉ nhìn không? Trên không có trái nào hết. Đấy. Được mấy trái ra sau này. Đấy, mấy trái sau thì cũng thấy nhìn hơi đẹp đẹp chỉ đó mà không biết nó có cản chân dinh dưỡng nổi với mấy thằng dưới này không để ăn phát triển không nữa, quan trọng. Bên này chẳng có thế nào, được trái bên kia eo eo. Mà dưới này thấy bu một mớ. Khổ chưa? Nếu mình mà phá bỏ đi phát thì đến lúc cây này nó lại lực cây nó có khả năng nó nuôi được nhiều. Mà mình bỏ đi cái là nó lại dư nữa, hay là đẩy trái nó phì trái, to trái quá, nó cũng chết dở. Bên này cũng thế này. À, góc này cũng hơi eo eo thấy không? Trái này cũng hơi eo này. Nó chật méo méo trái hết các anh chị. Nên không dám bàn tay nhá. Dở. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang Jo Tay Nguyen TV Xin Cam On Waringuoi Da Ung Ho Va Dong Han Chuking Gim Wa Vue Vee Han Phuc Than Kong.